Hey, xin chào các bạn Ở cái phần này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn Một cái hiệu ứng rất là mạnh Và dễ dùng Đó chính là hiệu ứng sử dụng bootstrap kết hợp với jQuery Đó Thì để giải quyết được vấn đề là hiệu ứng sử dụng bootstrap kết hợp với jQuery Thì mình sẽ phải giải quyết qua hai phần Phần thứ nhất là mình giải thích là bootstrap là gì đó. Bạn phải biết bootstrap là gì đó Tại sao bootstrap nó lại Nghe quen quen này Chả biết các bạn nghe quen không Mình thấy là bootstrap nghe rất là quen bởi vì nó nó có mặt ở tất cả các sản phẩm hầu như là đến 90% phần trăm các sản phẩm ở trên Temperes Temperes như mình giới thiệu qua trong Temperes thế này hầu như đến 90% phần trăm các sản phẩm trên Temperes là sử dụng Bootstrap nó nếu bạn kích vào một sản phẩm nào đó này chẳng hạn đó, bạn sẽ thấy ở đây Bootstrap 3 x này Bootstrap 2 3 chấm x này nó hoặc là bạn kích vào một sản phẩm HTML đi cho dễ hiểu sản phẩm html tức là sản phẩm ở dạng là html và css degree á thì mình thấy là các sản phẩm ở đây đều có sử dụng bootstrap 3.x bootstrap 3.x bootstrap 3.x kể cả sản phẩm này mình kích vào sản phẩm này cho mobile rồi sản phẩm này chẳng hạn bootstrap 3.x đây là những sản phẩm mới đấy nhá chưa có lượt sale nào cái này có một lượt sale này và tất nhiên là đều sử dụng bootstrap 3.x đó rồi nhiều lắm mình nghe rất quen và nhìn thấy rất nhiều, tức là các sản phẩm của nó đều sử dụng bút cháp cả. Bây giờ mình sẽ phải biết ngay bút cháp là cái gì, đúng không? tại sao nó dùng nhiều như vậy, nó dùng mọi người dùng nhiều như vậy, và tôi không biết gì vậy, đúng không? Thế Thì mình sẽ phải giải thích phần thứ nhất là bút cháp là gì đã, đúng chưa? Thế phần thứ hai mình sẽ hiểu giải thích là cái hiệu ứng bút cháp là những hiệu ứng nào, và kết hợp với degree thế nào, kết hợp thế nào? Đấy giải quyết cái câu hỏi này thì hiệu ứng bootstrap ở đây mình giờ mình giới thiệu luôn nó gồm khoảng uh, 5 hiệu ứng hiệu ứng thứ nhất là hiệu ứng scroll spy hiệu ứng scroll spy là hiệu ứng như thế nào thì mình sẽ có ví dụ luôn ở đây đó ví dụ đây một cái trang web bạn à, thấy là khi mà quận chuột từ trên xuống đây là phần slide nhé khi quận từ trên xuống thì ở uh, đây đang ở future này thì nó sẽ báo future đang ở block nó báo block đang ở about us nó báo about us đang ở mid for team nó đó là Contact tách chẳng hạn như thế nhá đang Contact tách nó báo con tách lên thì nó tự động nó hiểu là mình đến phần nào đó là hướng scroll spy tức là khi quận chuột thì nó tự hiểu là đến vị trí nào rồi à, thì tự động nó bôi đen cái phần đấy hiệu ứng mà tự động bôi đen nó gọi là scroll spy đó, đó là hiệu ứng thứ nhất hiệu ứng số 2 là hiệu ứng pop over pop over đây mình ghi lại cái link này các bạn có thể tham khảo đã tí nữa mình còn làm luôn nhỉ hiệu ứng thứ hai hiệu ứng pop over pop over là cái hiệu ứng mà khi mà kích vào đây này thì nó xuất hiện một cái ô bên cạnh nó cái ô này đối với cả mình là một người viết jQuery thì nó không có vấn đề gì khó cả tuy nhiên là trong trong trường hợp này mình thử tìm một cái phương hướng tiếp cận khác là sử dụng bootstrap xem bởi vì chỉ bằng một vài dòng là bạn có luôn cái hiệu ứng này nó thì có phải là dễ hơn bằng bằng việc mà viết jQuery không bởi vì người ta đã viết sẵn rồi thì mình dùng mình sẽ chỉ cho bạn cách dùng nhanh nha còn trong trường hợp bạn phải viết thì bạn sẽ tự viết bởi vì nó chỉ là đơn giản là ít kích vào add class thôi Đấy chưa nhưng mà hiệu ứng này tên gọi nó là pop over hiệu ứng số 3 là hiệu ứng model mình có thể là để cái này vào đây để cho các bạn là uhm, tiện theo dõi khi mà bạn lấy cái file đính kèm hiệu ứng thứ ba thì hiệu ứng là cái hiệu ứng mà khi mà kích vào cái ô này, này thì nó sổ ra một cái cửa sổ một cái cửa sổ giống như cửa đăng nhập ấy. Những cái này thì mình biết cách làm rồi. Nó cũng chỉ đơn giản là add class và remove class. chả có gì cả. Tuy nhiên là trong trường hợp này mình sẽ thử một cách tiếp cận khác. Đó. Tiếp cận bằng cách là dùng bootstrap. Rồi mình sẽ copy cái link vào đây. Các bạn có thể là um, lấy cái file kèm và theo dõi nó. Hiệu ứng thứ ba là hiệu ứng thứ tư là hiệu ứng carousel. Carousel là cái hiệu ứng mà khi mà kích vào cái ô này, này nó trượt tao chính là hiệu slide ảnh của mình đấy đó hiệu carousel những hiệu này gọi là hiệu ứng carousel đó hiệu thứ tư thứ năm là hiệu ứng tab hiệu ứng tab là hiệu ứng mà kích vào nó chuyển tab thôi này hiệu ứng tab là hiệu ứng này này đó. chuyển tab thôi kích vào nó chuyển. Đó, chuyển 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 cái này nói chung là hiệu ứng tab hết còn đây là các giao diện khác nhau thôi. Đấy, tab dọc, tab ngang. Đấy. Hiệu ứng này là hiệu ứng tab. Thì đấy là bốt nó sẽ gồm những hiệu ứng như thế. À, uh, scroll spa là hiệu ứng cuộn chuột, bôi đen. Popover là hiệu ứng kích vào hiển thị phần tử. Uh, giải thích ở bên cạnh. Modder là hiệu ứng kích vào sổ ra một cửa sổ. Carousel là hiệu ứng, hiệu ứng slide ảnh. Tab là hiệu ứng chuyển nội dung được bố trí trong những cái tab đính kèm nhau. Đấy, nằm trên một vị trí. Và sau cái video sau thì mình sẽ bắt đầu định nghĩa bot chat cài đặt bot và sử dụng bot cài đặt luôn hướng dẫn cài đặt này, định nghĩa nó này và bắt đầu luôn, bắt đầu ừ. cách làm hướng luôn, đó, à, cảm ơn các bạn.